Tuần bằng việc mát xa da đầu. Việc mát xa da đầu mỗi ngày và đúng cách giúp mái tóc bạn nhanh dài hơn, bởi lẽ, nó sẽ giúp cho máu trong cơ thể được dẫn lên nang tóc một cách tối ưu, khiến nang tóc đủ dưỡng chất nuôi sợi tóc khỏe mạnh từ bên trong và tăng trưởng nhanh. Chỉ cần nằm sát mép giường rồi thò cổ ra ngoài sao cho phần đầu thấp hơn cơ thể hoặc có thể đứng rồi cúi đầu, từ từ mát xa toàn bộ da đầu trong vòng 5-7 phút, lặp lại khoảng 2 lần bạn nên thực hiện đều đặn hai lần ngày vào buổi sáng sau khi thức dậy và buổi tối trước khi đi ngủ. 2. Ủ tóc, bí quyết giúp mái tóc nhanh dài. Ủ tóc chính là cách mọc tóc nhanh trong một tuần thông dụng nhất. Có thể dùng hỗn hợp B1, lòng đỏ trứng gà và dầu ô liu để kích thích tóc mọc, dưỡng ẩm, cho mái tóc suôn mượt, khắc phục nhược điểm tóc khô sơ, trẻ ngọn. Cách thực hiện cũng rất đơn giản, chỉ cần cho 20 viên B1 ngâm vào nước để hòa tan. Lòng đỏ trứng gà và dầu ô liu đem đánh nhuyễn rồi trộn cùng với B1, dùng hỗn hợp trên thoa lên tóc đều từ chân đến ngọn. Cuối cùng ủ trong khoảng 1 giờ thì gội đầu sạch với nước mát. Ngoài những nguyên liệu trên, chị em có thể ủ tóc bằng dầu dừa hay hành tây kết hợp với mật ong, vitamin E, mật ong, nước cốt dừa và dầu ô liu sẽ giúp bạn có một da đầu sạch và khỏe mạnh. Từ đó, dưỡng tóc dài nhanh và mềm mượt như những gì bạn mong muốn. 3 dùng dầu gội chiết xuất từ thiên nhiên sử dụng các loại dầu gội có nguồn gốc tự nhiên sẽ làm sạch tóc da đầu dưỡng ẩm giúp mái tóc nhanh dài và mềm mượt ngoài mong đợi bạn dùng một nắm bồ kết đem nướng cho thơm ngả màu vàng sau đó cho vào nước đun sôi đợi cho nguội rồi dùng nước này gội đầu nếu có thời gian bạn nên gội đầu thường xuyên với bồ kết nhé ngoài bồ kết có thể cho trực tiếp bột cà phê nguyên chất không đường vào chai dầu gội của mình với tỷ lệ 50 trên 50 rồi lắc đều. Tinh chất trong cà phê giúp làm sạch da đầu và kích thích mọc tóc hiệu quả. Ngoài ra không thể không nhắc đến tinh dầu bưởi. Bạn gội đầu sạch sau đó hòa 10 giọt tinh dầu bưởi nguyên chất vào 100ml nước. Sau đó dùng dung dịch này thay cho dầu xả. Bạn sẽ thấy tác dụng tuyệt vời sau một tuần sử dụng. 4. Thực đơn cho mái tóc. Thực tế. Nếu chỉ chăm sóc tóc từ bên ngoài bằng các cách mọc tóc nhanh trong một tuần nêu trên có lẽ là chưa đủ. Bạn cần kết hợp chăm sóc tóc từ bên trong thông qua chế độ ăn uống đầy đủ dưỡng chất như omega 3, protein, sắt, kẽm, các loại vitamin và khoáng chất. Chúng có nhiều trong sữa và các chế phẩm từ sữa, các loại hạt, cá hồi, các loại rau củ và hoa quả, các loại thịt nạc đỏ, trứng, hầu, bơ, khoai lang hay sô-cô-la tất cả đều rất tốt và sẽ hỗ trợ đắc lực cho mái tóc dài nhanh chỉ trong một tuần. 5. Những lưu ý để các cách mọc tóc nhanh trong một tuần đạt hiệu quả tối ưu, hạn chế các loại hóa chất tạo kiểu nhuộm, uốn, ép, để tóc khô tự nhiên, hạn chế sấy tóc ở nhiệt độ cao, nên cắt tỉa thường xuyên phần đuôi tóc bị trẻ ngọn, khô sơ, bổ sung các loại thực phẩm thiết yếu tốt cho tóc, tránh cho tóc tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời hay nguồn nước, không khí bị ô nhiễm. Uống nhiều nước khoảng 2 lít nước trên ngày không chỉ tốt cho mái tóc mà còn tốt cho toàn bộ cơ thể của bạn. Nên ăn nhiều trái cây, rau xanh, bổ sung các loại vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Tránh chải khi tóc ướt và chải tóc đúng cách với tần suất vừa phải. Nên chải tốt nhất là vào buổi tối trước khi đi ngủ. Tất cả các cách mọc tóc nhanh trong một tuần cần được thực hiện đều đặn để có hiệu quả tốt nhất. Hãy nhớ vội đầu với nước mát. Tuyệt đối không gội bằng nước nóng hay quá lạnh để bảo vệ mái tóc khỏi hư tổn và nhanh dài.